ở những cái vùng ít thông tin hay là nhiều vùng đồi núi chẳng hạn đấy, thì gần như là nó cứ dọc cái quốc lộ ấy, dọc cái quốc lộ chạy và rất sâu chẳng hạn, thì có thể là mình là có thể là nó hơi xa nhưng mà nó cũng cùng nằm trên cái tuyến quốc lộ đấy chẳng hạn, thì mình cũng đấy là một cái ưu tiên, tức là nó cái đặc điểm nó tương đồng với cái tài tài sản của mình. Dạ vâng. À, câu hỏi này thì em muốn hỏi về cái phần định giá ấy. Có chia sẻ là như như anh Cương chia sẻ là có thể là khảo sát khu vực xung quanh ấy để mình xem định giá cái bất động sản mình bán hoặc là mình mua ấy. Nhưng mà Vâng. khi ở cái ví dụ như cái vùng Phú Thọ chẳng hạn đang có một cái bất động sản giao bán mà mình muốn định giá thì cũng chưa biết định giá kiểu gì được, vì là cả khu đấy thấy mỗi nhà đấy giao bán, chắc là cái khu đấy nó cũng vắng vắng. Thì không biết là cái tiêu chí định giá của anh Cương thì sẽ bây giờ nếu mà khu vắng như thế thì sẽ mình định giá theo kiểu gì, bởi vì khi mình đã xem cái chủ nhà người ta giao bán thì là từ năm năm ngoái cơ, thì là giao 2 tỷ mấy ấy. Thế sau bây giờ thì hạ xuống thành 2 tỷ. Thế nhưng mà trong các bạn ấy muốn mua ở trên trên nhóm Facebook đăng thì có người thì giảm 1 tỷ, có người thì giảm 1 tỷ mốt, thì không biết là mình định giá kiểu gì để mua được. Thế xin đặt câu hỏi để nhờ anh Cương trợ giúp ạ. Rồi chào bạn Ok, xin mời anh Cương. Hương Giang. Đấy thì Dạ. cái này thứ nhất là ví dụ mà những cái mà cái thông tin nó hạn chế như thế, thì thứ nhất là một là bây giờ là không biết là bạn đã tìm hết các nguồn thông tin chưa, đấy là một. Đấy thì mình phải xem lại nhá. Dạ. Đấy, ừ, tại vì cơ bản là nó sẽ là rất là nhiều nguồn thông tin, là như lúc nãy mình chia sẻ đấy, là chúng ta phải có nhiều nhiều nguồn thông tin để cho chúng Dạ. ta là đối chiếu nhau xác nhận lại. Và thứ hai là bây giờ là giống kiểu như cái nguồn là như ví dụ là cái đặc điểm bây giờ nhé, anh em chú ý là đặc điểm bây giờ là thấy là Zalo là ngày xưa là Facebook, còn bây giờ là gần như là các tỉnh có các khu vực nó sẽ có cái nhóm Zalo nữa đấy, thì bây giờ lại rất hay là đăng tin ở trên nhóm Zalo nữa cơ, thì đấy cũng là một cái Dạ. nguồn thông tin để chúng ta tham khảo. Còn bây giờ web ấy, nhiều lúc web là những cái tin đăng để lấy tương tác hoặc là để cho người nhiều người gọi đến, nhưng mà họ đang không phải là những cái bất động sản đấy đâu. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta phải xác định cái nguồn tin nào là tin thật nhất ở cái vùng đấy. Và chúng Dạ. ta phải check nhiều nguồn. Đấy là một. Còn nếu như mà nó vẫn ít nguồn là như 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 bạn nói là nó rất hạn chế chẳng hạn đấy. Dạ. Đấy, thì là chúng ta là như đúng cái mà tiêu chuẩn đánh giá hướng dẫn là chúng ta phải phân tích cả về kinh tế xã hội vùng miền, từ vùng này đến vùng kia, tức là từ cái vùng mà không có thông tin, tức là hoặc là rất ít thông tin như như bạn nói đấy, so một cái vùng mà nó cũng đời sống kinh tế xã hội và cái thứ mọi cái là nó tương đồng như thế, để chúng ta gọi là làm một cái tọa độ ấy ạ. Đấy, thì để chúng ta đánh giá là chúng ta phân tích là một cái chọn một cái mảnh nào tương đối ở vùng kia để ta đối chiếu so sánh, bắt đầu là chúng ta mới định giá về cái đấy. Nhưng mà cái này là nó phải phân tích tương đối vĩ mô thì mới làm được những cái như thế này và nó chính xác. Chứ còn không là chúng ta là cứ phải săn lùng tin là đầu tiên đã, và hai là cũng có thể là ở những cái vùng ở cái tỉnh mà nó ít thông tin hay là nhiều vùng đồi núi chẳng hạn đấy, thì gần như là nó cứ dọc cái quốc lộ ấy, dọc cái quốc lộ chạy và rất sâu chẳng hạn, thì có thể là mình là có thể là nó hơi xa nhưng mà nó cũng cùng nằm trên cái tuyến quốc lộ đấy chẳng hạn, thì mình cũng đấy là một cái ưu tiên, tức là nó cái đặc điểm nó tương đồng với cái thẩm dạng với cái tài sản của mình Vâng, tại đấy. em thì thấy bạn ấy cũng gửi vị trí thì cách Hà Nội 130 cây, thì theo cái hình ảnh video thì chỉ có thấp thoáng vài ngôi nhà thôi. Như cái mảnh đất của bạn ấy thì view rất là đẹp, có nhà sẵn rồi. Nhưng mà em vào trên cái nhóm Facebook rồi bạn cũng gửi ảnh sổ cho qua Zalo các thứ ấy, thì định để xem cái thị trường ở quanh quanh khu đấy giao bán tầm mà diện tích như thế thì bao nhiêu tiền, thì không không có thông tin. Thì có nghĩa là ở đấy rất là ít người giao bán hoặc là ở cái vùng đấy nó ít phát triển ấy, thì rất là khó để định giá được. Đúng rồi, thì thế này nhé, tức là ví dụ mà bạn đã vào cái nhóm Facebook rồi chẳng hạn, thì có thể bạn thêm Dạ. một hai nhóm Facebook nữa cũng ở Phú Thọ chẳng hạn, đúng không, Dạ. hoặc là mình tìm cái nhóm Zalo. Cái nữa là có thể sát sườn nhất là bây giờ mình tìm ngay để mình kết nối, mà nếu như mà bạn thấy là cái giá nó rất hợp lý thì mình có thể lên tận đấy để kết nối và mình lấy thông tin. Sau khi bạn Dạ. tìm rất nhiều nguồn thông tin đấy chẳng hạn đấy, thì mình sẽ có những cái nhìn nhận nó tương đối nó chuẩn, đúng không ạ? Và Vâng, cảm ơn anh. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên.